Xin chào các bác, trong video này là mẫu xe đạp Model Time Cacao, một cái dòng xe chuyên thiết kế cho chị em thuộc thương hiệu California, một thương hiệu của Mỹ nhé. Và em xe này giá chỉ loanh quanh 5 triệu thôi, tuy nhiên công thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp và mức cấu hình rất là tốt. Về ngoại hình thiết kế thì em nó giống đến 99% so với em Gian Anis Latte của Gian với giá niêm yết là 10 triệu 8. Thì em này giá chỉ có tầm cho là một nửa đi, nhưng mà cái chất lượng thì nó vẫn được khoảng tầm 7 trên 10 so với xe của Gian nhé. Nói chung rất là đáng để cân nhắc để mua. Và quảng cáo một tí, bên em bán tại nhà, cắt giảm chi phí cho nên giá sẽ tốt hơn thị trường. Còn cái cập nhật giá thì em sẽ ghi ở phần bình luận nhé. Còn sau đây thì mời các bác vào phần review đánh giá chi tiết về cấu hình của em nó nhé. Đầu tiên là về thông số khung sườn và càng phuộc. Xe sử khung hợp kim nhôm, có mỗi hàn nhôm mấy hàn vệ nến như này, rất là dễ nhận dạng luôn. Em này thì không xử lý các điểm nào cả, đều làm như thế, chỗ này cũng thế này. Nước sơn tính điện thì cực kỳ mịn và đẹp, dây đi âm khung rất là gọn luôn. Trước có cái mát của thương hiệu Cali của Mỹ. Đây là số khung đầy đủ. Chỗ này có thiết kế bình nước này, rất là đẹp luôn. Và em này có thiết kế cách điệu hơn so với em xe Gian một tí, là chỗ này nó có chỗ để điện thoại hoặc là ví tiền nhá. Rất là hay luôn, rất là đẹp. Thiết kế uốn lượn cực kỳ nữ tính này. Phía sau cũng thấy cái ba ga của nó. Nó làm luôn, hàn luôn vào khung luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp. Ở đây có một cái mã QR để check chính hãng, nhưng mà thực sự là thương hiệu California tại Việt Nam thì hiện tại chưa có hàng fake, mà khẳng định thì cũng không ai dám bán hàng fake được, bởi vì nó có công ty phân phối chính hãng đàng hoàng. Xe thì có lỗ chờ đầy đủ thì đã bắt chắn bùn và tanh chắn bùn rồi, ba ga thì nó hàn vào khung rồi. Về chân chống của em này ấy, thì nó là chân chống năm nay nó cải tiến cực kỳ hay nhá, cực kỳ cứng luôn. Năm ngoái bọn em bán cái chân chống này là hay phải bảo hành cực kỳ luôn, là vì nó làm một cái chân chống khá là yếu. Tuy nhiên đây là chân chống rất là cứng này, nó giống kiểu là gọi là nhôm pha gang ấy, rất là cứng luôn, ít phải bảo hành hơn nhiều, gần như là chỉ có là chắc là lỗi người dùng chứ không có lỗi của sản phẩm nữa rồi. Còn về size số của xe, xe có thông số giống đứng là 42 cm, giống ngang là 58 cm, và trên nền bánh 26 của một cái dòng xe mini thể thao như này thì nó phù hợp cho tầm 1m48 đến 1m75 là đi vừa nha các bác. Còn về càng phuộc của em nó thì em nó sử dụng một cái càng phuộc lại làm bằng thép này, tầm làm thép. Tập này nó làm bằng nhôm nữa, bản dày nữa, trông nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên là bằng thép trong cái tầm giá này cũng rất là ổn rồi. Đây, mỗi hàn thép nó sẽ chìm như này. Có lỗ chờ để bắt chắn bùn đây. Dưới này để bắt tanh ba ga đây. Nước sơn thì cũng cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái cầu bắt để bắt cụm phanh nhá. Đây, đây là đai ốc phía dưới này, rất là chắc chắn luôn. Nói chung thiết kế em xe này thì phải nói là cực kỳ đẹp, và chất lượng thì cũng không phải bàn nữa rồi. Kali nó đánh ở thương hiệu ở cái tầm tầm trung ấy, tầm từ 3 triệu rưỡi đến 7 8 triệu ấy, thành ra là mức hoàn thiện của nó gọi là cũng được tầm 9 trên 10 rồi. Và trong tầm giá thì gần như nó cũng là tốt nhất có thể. Về bộ chuyển động của xe, phía trước xe trang bị một Mayer làm bằng nhôm và là nhôm trắng, phay CNC nhá, có cái vân viên CNC đây. Cực kỳ đẹp luôn. Nó vừa nhẹ, nó vừa sáng xe. Đấy, nó vừa đi lâu không bị rỉ. Và nó là chạy bicon nhá, ưu điểm là cực kỳ bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Còn nhược điểm là nó không thể trớn bằng bạc đạm được, nó chỉ trớn bằng 95% so với bạc đạm thôi. Và nó sử dụng đai ốc xếp hai bên, cực kỳ là chắc luôn, rất là chắc. Nan là nan mạ màu trắng và chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm dày và lốp có thông số là 26 x 1.25, tức là đường kính tổng của nó sẽ là 26 inch và độ rộng bánh sẽ là 1.25 inch nhé. Cái vân lốp của nó thì cũng khá trơn, vẫn có đầy đủ vân để bám đường này, và đến từ thương hiệu của Compact nhé. Thương hiệu này thì nói chung là nó không thể bằng CT với Kenda được, tuy nhiên nó cũng được tầm 85%, tức là nó sẽ tốt hơn những cái lốp Nobel của tàu ghê nhiều. Còn nó thì không bằng được Kenda thôi, nói chung dùng tầm 3 năm thoải mái. Còn đây là một cái van của nó sở hữu van là van xe máy, nói như thế cho dễ phân biệt. Van này thì ưu điểm là ở đâu cũng bơm được, rất là phổ biến, nó phải chiếm đến tầm 90-95% cái lượng loại van xe đạp trên thị trường luôn. Phía sau cũng một Mayer cũng tương tự như thế, Mayer nhôm trắng hay CNC và lắp líp vặn nhá. Tầm giá này và các cái dòng xe của nữ thì không có đòi hỏi về cái hiệu suất quá cao, thì người ta cũng chưa trang bị cái Mayer cối thả vào đây được, mà cũng không cần thiết phải lắp để mà đi phố nhẹ nhàng, chỉ cần như này thôi. Bicon như thế, đai ốc phía sau giống trước này, vành bánh rồi xăm lốp mọi thứ phía sau giống phía trước nhá. Nói chung đánh giá về bộ chuyển động này trong tầm giá thì cũng cực kỳ là ngon rồi, cũng không chê gì cả. Em xe này chỉ hơn 5 triệu thôi. Về bộ chuyển động của xe, đầu tiên xe được trang bị một đôi bê đan có trục cốt thép chạy bicon, và vỏ là vỏ phun nhựa nhá. Tuy nhiên cái vỏ nhựa này cực kỳ cứng luôn này. Em bán nhiều thì cái bê đan này cực kỳ ít lỗi luôn, rất là hay.
Và nói chung áng chừng thì nó dùng tầm 5 năm rưỡi là thoải mái luôn. Sau đấy thì các bác có thể lên bê đan bạc đạn hoặc là bê đan loại phun nhôm cũng được. Tuy nhiên thì nữ thì không cần thiết, cứ lợi dụng một bê đan nhựa có bicone mà màu nâu nâu lắp vào đây thì trông nó sẽ đẹp hơn. Một bộ đùi đến từ hãng Model Time, là bộ đùi nhôm nhá. Đùi này có thông số là 42T. Cho chị em đi phố như này là thoải mái rồi. À, 42T. Một đồ trục cốt vuông bạc đạn, cực kỳ là trớn luôn. Tiêu chuẩn trong tầm giá thì bây giờ nó lắp trục cốt vuông bạc đạn hết rồi. Bên này có cái chắn xích nó làm cách điệu rất là cứng cáp. Đây là cái chắn xích này nữa này, đây là bộ đùi bên này. Xích là đến từ hãng Tech của Đài Loan nhá. Nói chung là hãng cũng rất là nổi tiếng rồi. Bác đi mua xích mà cứ thấy xích Tech là thấy ổn. Cực kỳ là ổn, dùng tầm 4 năm thoải mái nếu ngày đi tầm 8 đến 10 cây. Phía sau một cụ đều Shimano Tour này, mã là TI nhá. Con này thì nó sẽ ngon hơn TZ rồi. Con này mã này nếu mà không nhầm thì nó sẽ là TI21B. Đấy, TI21B nhá. Nó sẽ ngon hơn TZ. Đây là một cái clip của nó này, là clip 6 tầng, clip mạ trắng. Clip này có thông số 1428T. Nói chung là hồi chị em thì thực sự là 1 x 6 này là đủ rồi. 1 x 7 nó chả giải quyết gì. Mà thường nó chỉ có mắc nhất là 1 x 7 thôi. Còn không thì 1 x 6 cũng quá ok rồi. Trên là xe sở hữu một tay đề của Shimano, Revo Ship của Nhật. Đấy nhá, hàng Shimano này. Dưới nó sẽ có dập nổi mã này. Đấy. Đấy, dập nổi mã này. Như em này đây là mã là RS35, sản xuất tại China nhá. Chỗ này là 22.2, tức là chỗ lắp ở đây. Như em nói ở nhiều video ấy thì nó sản xuất ở đâu, nhưng chỉ cần nó là dập nổi, hàng chính hãng của công ty Shimano, tiêu chuẩn chất lượng của Shimano của Nhật thì nó đều đảm bảo như nhau nhá. Tức là nhiều bác cứ thấy là China là nghe đã sợ rồi. Nhưng mà tất cả các nhà máy lớn của các công ty lớn ấy hầu hết là đặt tại Trung Quốc hết, vì ở đây cái mức gia công, chi phí gia công nó sẽ rẻ hơn nhiều. Cái bộ đề này thì nó thực sự là rất là dễ dùng nhá, rất là dễ dùng cho chị em, chỉ có bấm lên bấm xuống này thôi. Trên này có một cái mặt hiển thị chữ này, đây. Hiển thị cái số, đấy, cái số mình đang đạp, rất là dễ dùng và phải nói cái này cũng cực kỳ là bền luôn. Nói chung đánh giá về bộ truyền động này trong tầm giá là cực kỳ ngon, quá đủ dùng cho hội chị em đi đi phố đi đạp nhẹ nhàng rồi. Về hệ thống phanh của xe đủ hệ thống phanh bóp vành và loại phanh sử dụng là phanh V nhé. Ưu điểm là rất là dễ sửa chữa bảo dưỡng luôn. Và các bác lưu ý là dùng khi nào mòn mã đến chỗ này này, đến cái chỗ một nửa cái mã phanh này là mình đi thay nhá, để tránh nó mòn vành. Còn nếu mà các bác thay định kỳ đúng chuẩn thì cái này dùng vành này dùng tầm 25 30 năm thoải mái luôn, cực kỳ bền. Cái này rất là dễ chỉnh, đến từ thương hiệu Logan. Đây cái tay phanh của nó cũng rất là dày dặn. Em xe này thì lắp phanh V này là chuẩn rồi, chứ nếu mà em xe này mà lắp phanh đĩa thì trông nó lại không đẹp nhé. Những cái dáng này mà lắp phanh đĩa thì em đánh giá nó sẽ không đẹp. Và được cái đảm bảo là cái phanh vành này đi rất là an toàn luôn, bóp không lo bị trượt bánh này. Và thực ra cái dòng này nó cũng không chạy được quá nhanh, thành ra là phanh này hay là phanh nào nó cũng an toàn thôi. Nhưng mà lắp phanh này thì trông nó sẽ cân đối, nó đẹp xe hơn. Về hệ thống lái của xe được ghi đông làm bằng inox nhá, trông rất là sáng bóng luôn. Và thiết kế của nó thì giống như các dòng mini bình thường, tuy nhiên nó cách điệu hơn. Nếu mini ngày xưa thì nó sẽ ôm thẳng vào phía trong như này. Đấy, còn những dòng thể thao nó sẽ ngang như này. Thì em xe này nó thiết kế nó hơi bè ra như này. Thì cái này nó sẽ cho cảm giác lái thoải mái nhất này. Nó giống như những con xe touring đường trường. Rất là hay luôn. Cái này đi xe cực kỳ là thoải mái, gần như không lo về mỏi mỏi tay, mỏi vai được. Còn về một cái pô tăng của nó thì nó làm bằng nhôm. Đấy. Và pô tăng này gọi là pô tăng cổ rút nhá, tức là mình có thể điều chỉnh được độ cao thấp mà không cần phải dùng cái bộ nối cổ ở phía ngoài. Xe thì có sẵn một cái chuông rồi, đấy, chuông của Model Time cũng rất là kêu, chất lượng rất là ok luôn. Còn về tổng cọc yên ngồi thì em nó cũng được trang bị một cái cọc yên làm bằng nhôm, đấy, làm bằng nhôm sáng này, dùng lâu vẫn cứ sáng thôi, mà đỡ thấy xước. Nói chung là kéo lên kéo xuống nhiều thì nó vẫn có xước thôi, tuy nhiên nó sẽ đỡ thấy hơn rất là nhiều. Một cái chốt bằng nhôm rất là nhẹ nhàng để cho chị em có thể dễ dàng nâng hạ yên được. Đây cọc yên này gọi là nhôm đúc, vít một cái lục dưới lên nhá. Đấy, rất là đẹp, chỗ này cái thanh này nó cũng sơn trắng luôn này. Cái yên Model Time này thì phải nói là cái form yên cực kỳ đẹp, tức là nó vừa đỡ phần mông phía sau này và chỗ này nó vẫn thuôn nhỏ này, để đạp lâu nó vẫn thoải mái nhá. Chứ cũng không phải là cái yên nó quá dày nó sẽ tốt đâu nha các bác. Yên này thì sẽ phục vụ cho việc là đạp xa xa vừa vừa là thoải mái rồi. Còn đạp xa nữa thì thực ra là phải mua những cái dòng xe khác thôi. Và cái form yên nó sẽ là cái form yên thể thao hẳn, có ránh giữa. Còn điên này cái đạp tầm một vòng hai vòng Hồ Tây là thoải mái luôn. Tổng kết lại thì trong tầm giá này cũng không có gì để chê em nó được. Thiết kế thì phải nói cực kỳ đẹp, cấu hình thì quá là đủ dùng rồi. Và nói thực sự em nó có rất là nhiều màu sắc đẹp để lựa chọn nhá. Thì cuối video em sẽ để danh sách các màu.
Còn về quà tặng đi kèm thì bên em tặng thêm cái khóa thôi, bởi vì em xe này quá là đầy đủ rồi, có ba ga chắn bùn, có cả đệm sau luôn. Thì các bác có chở trẻ con thì lắp thêm một cái để chân phía sau. Phía trước ở chỗ này thì có chỗ để bình nước này, có chỗ để ví hoặc là điện thoại như em nói từ đầu này. Rồi có một cái giỏ phải nó rất là đẹp. Tuy nhiên giỏ này thì mang tính là nó sẽ đẹp hơn là cái việc nó hữu dụng nhá. Các bác bỏ đồ vào đây thì gần như phải có một cái túi để lót, chứ còn không thì nó sẽ rơi đồ. Và các bác có dùng thì lưu ý một tí này, là cái miếng gỗ này nó dễ bị mốc nhá, cho nên để cái chỗ nào tránh ẩm thôi, tránh ẩm tránh nước thôi, chứ còn không nó mốc lên thì nó sẽ không được đẹp lắm. Vì chỗ này cái này nó là gỗ ép nhá, chứ không phải là gỗ gỗ kiểu xịn các kiểu, thì thực ra không ai lắp cái gỗ xịn vào đây cả. Còn về bảo hành thì bên bảo hành khung 5 năm, phụ tùng 1 năm, từ xong lốp vào bê đan và có ship tốt toàn quốc nhé. Nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Rồi cảm ơn các bác xem video và chúc các bác chọn được một cái xe ưng ý nhé.